Em lên chơi gì ta? Sao vậy? Sao em đứng ở đây? Em đứng dưới này cho nó, em về nhau. Chiều nay anh nghĩ là mình ăn xong rồi mình chơi xong rồi mình đi ăn là vừa. Sushi em ha? Yes. Tới khu vui chơi nè. Có thương em như vậy. Giờ đi cái bát. Đi chơi bowling. Em không biết chơi cái này. Vậy anh với em thân nhau anh muốn đi chơi. Nhưng mà nó vui cứ chơi thôi hả? Thế mình ngồi đây. Có thương em như vậy. Có thương em như anh. Ôi dồi ôi rộng rộng thế. Có cần em đến hết. Có chia tay mà vẫn mong từng ngày. Đúng là ca sĩ hả? Đi đâu cũng hát hò. Đi đâu cũng hát hò. Thế em ngồi em ngắm anh đi dạy đúng không? Em ngắm anh đi dạy cũng đẹp lắm sao ta? Em trước ạ. Em lựa cái nào mà nó vừa tay em. Tay hả? Như này đúng không? Anh cũng biết chơi nữa, em cứ chơi lại đi. Ôi nặng ghê á. Hồi nãy em cầm giấy nào? Thế này. Không lựa cái nặng tiếp đi. Để coi có giá nhẹ hơn. Ôi, tụt rồi. Ôi, tụt rồi. Ê, cái chắc mình chơi cả chiều được á. Vậy phải cá độ. Cá độ kiểu gì này? Bây giờ nếu như anh thắng thì là em phải yêu anh. Em phải yêu anh. Nếu như em thua, à, anh thua thì anh hiểu anh. Ok. Chơi đâu quỳ vốn. Ơi cơ nào. 7 7 7 6. Nghe luôn. Ráng lên An ơi. Rồi xong. Nhưng mà anh vẫn hơn em trái. Anh nhường em thì anh nói đi. Sao đâu? Nhường em đó. Đấy, em cho anh nào câu đấy đấy nhá. Hiện tại á, là từ sáng đến giờ thì cái cảm xúc của em đối với Nhi á, là nó bắt đầu trở thành bạn được rồi. Còn đi tới cái cảm xúc tình yêu thì là chắc còn phải chờ thời gian nữa. Và Nhi là một người rất là một người con gái rất là năng động, hoạt bát, lanh và rất dễ thương vui tính, nên là Bông nghĩ cái chuyện mà hơn tình bạn thì chắc cũng có thể xảy ra. Thế là xong nhiệm vụ thứ hai, bây giờ đến nhiệm vụ thứ ba. Hai bạn hãy tận hưởng một tình yêu của một cặp đôi hẹn hò thông qua việc diễn lại một đoạn clip MV mẫu nhân vật là một cặp đôi yêu nhau thắm thiết, trong đó có cảnh nắm tay ôm choàng. Trai cổng cô gái đi dạo, tâm sự và hai người hôn nhau. Trời ơi, cánh ngủ phai rồi chứ. Nhưng mà anh đóng có mấy phần à? Thiệt luôn á hả? Thiệt luôn á hả? Khó quá vậy. Ồ, cái này người ta tập bao lâu? Cái nhiệm vụ thứ ba của Bơm và Nhi á thì hơi khó khăn là phải diễn lại những cái cảnh ở trong MV của Quang Đăng và Hoàng Yến GB. Thì cái cảnh đó là nó nắm tay chạy ôm đồ này nọ thì ok Bơm có thể làm được, nhưng mà còn có cái cảnh là hung nữa hơi khó, tại vì mới ngày đầu mà gặp đi chơi mà hung thì nó hơi bị bạo quá, với lại Bơm cũng ngại. Cũng chắc chắn Nhi cũng sẽ ngại, nhưng mà giờ không biết làm sao có thể hát được cái game này đây. Nhiều khi kiểu mình cũng rất là tự nhiên, xong cái anh ngại ngùng cái mình cũng ngại ngùng theo. Không lẽ bây giờ mình cứ mạnh dạn thế, chắc anh chạy bỏ chạy mất. Nên là cái gì phải xuất phát từ hai phía. Xong rồi anh có bế được em không? Được. Anh bế đi. Anh bế được nè, bế. Quay ra. Rồi. Nặng không? Không.
Thà diễn vô phim thì dễ chứ cái này khó à. Anh cũng thấy khó đúng không? Khó mà. Đâu bao giờ cái này đâu bao giờ là dễ đâu. Đi em. Thôi em nặng không? Thôi em nặng không? Thôi em nặng không? Không. Thôi em cãi. Thôi em cãi. Không thể thơm được. Không thể thơm gần như thế được. Sao? Ý là tụi mình không thể diễn cái kiểu đấy mình mà thơm được, anh hiểu không? Yeah. Hôm nay được tập chim. Đâu? Cấn cái tay anh đồng hồ nè. Ờ ha. Hèn gì bỏ tôi rút sắt lại đau thế nhở. Sorry. Không sao. Anh An là một người mà Nhi nghĩ là khá là gọi là gì nhỉ? Anh rất là năng động và rất là vui tính. Nhưng cứ khi nào mà anh sát vào con gái hay là như nào thì anh khá là ngại ngùng ấy. Cái cảm giác mà hôn khi nãy ấy, khá là căng thẳng và nó hơi hồi hộp, yêu như bị điện giật. Trước giờ chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra nên cũng hơi bị ngại. Công khai tình yêu các bạn, hãy ra mắt bạn trai bạn gái của mình với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Rất là hợp với Nhi. Về chiều cao thì chắc không đạt tiêu chuẩn rồi. Kết quả thì dù có gì đi nữa thì bọn mình vẫn luôn luôn chào đón thêm một người mới. Bây giờ em sẽ đưa anh qua phòng thu của em thử xem là bạn bè của em thì anh gặp thì anh sẽ thấy thế nào. Thế xong rồi em sẽ thu thử một đoạn xem anh cảm nhận ra sao. Ok. Mình là Quang Tiên. Hiện tại thì mình đang cộng tác với Nhi như là quản lý của Nhi. Và ngoài ra thì mình cũng là anh họ của Nhi luôn. Mọi người hay hỏi là tại sao mà Nhi không có người yêu. Thì thật ra là không phải là không có ai yêu Nhi, mà thật ra là không ai chịu nổi Nhi thôi. Nó rất là nhây. Mà ở nhà mọi người không gọi là Hà Nhi đâu, mà mọi người gọi là Hà Nhây. Thế nên là để mà yêu được Nhi á, thì phải cái điều thứ nhất là phải rất là nhây cùng với Nhi và chịu hiểu được cái tính của Nhi và hiểu được cái công việc của Nhi. Thì đấy sẽ là một người yêu hoàn hảo của Nhi. Chắc là Nhi sẽ thích một người đàn ông cao hơn Nhi. Cộng với là có thể là cái ánh mắt phải thật đẹp. Bởi vì con gái thì thường người ta sẽ yêu bằng mắt á. Hello. Hello anh. Chào. Áo đôi đồ. Áo đôi hả? Đây giới thiệu mọi người, đây là anh An. Hay gọi là anh Bom. Nhưng mà em mới đặt biệt danh là anh Bom, anh An Râu rồi. Đây là Nhi Mặn, xin giới thiệu mọi người, đây là Nhi Mặn. Đây là anh Tiên, bạn quản lý của em. Đây là người cho ra những sản phẩm hit của Việt Nam, anh Đàm Minh Vũ. Cho anh nghe bài mới của em đi. Nhưng mà bài mới hả? Bài mới luôn hả? Ờ, sợ lộ hả? Ừ, sợ lộ á. Vậy cái bài nào em thích nhất đi. Okay. Ngồi xuống ghế đi. Chờ người tình lỡ và tình đầu tình rực rỡ, tình trong dây vàng nhạt nhòa vào mùa trăng đó, trăng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm. Ánh mắt ngây thơ nhưng
dù áo phong sương em vui tình duyên. Chợ đâu biết rằng đời nhiều cơn sóng phũ phàng, cho lối đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay an thuyền đã sang bờ. Phút đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chợ đâu biết rằng đời lắm nhiều cơn sóng phũ chiều phôi đợi chờ, cho lối đôi chiều phôi đợi chờ, mãi đợi. Hay quá, anh chính thức trở thành fan em rồi đó. Cảm ơn anh Vũ nhiều. Anh nghĩ gì về Hà Nhi? À, thực sự rất giống bơm khùng khùng tỉnh tỉnh cá tính, là một cô gái rất là thông minh và lanh lợi. À em cảm ơn anh rất nhiều. Còn cái điểm xấu của em hiện chưa thấy. Ủa, anh nói câu đấy thì luôn hả? Sao anh dạ? Đúng rồi, làm gì có điểm xấu. Anh Vũ nhờ. Có hơi lạ. Anh em ném đá hội nghị quá à. Anh em cho tôi hết ế đi cái nào. Em thì em cũng muốn gả nó đi sớm để có một ngày em thực sự em thoát khỏi nó. 24 giờ em không cần phải bên cạnh nó nữa. Cảm ơn mọi người đã cho một lời khuyên. Anh sẽ coi lại suy nghĩ về cái mối quan hệ này. À hả? Không, tính ra nãy giờ là mọi người hơi dìm em, chứ em có giá lắm. Tại em, giờ em đâu phải ai em cũng thích. Kiểu người trong nhà hay dìm nhau vậy thôi. Cảm ơn mọi người, nhiều cảm ơn các anh. Tối nay em lại về với các anh nhá, em lại cùng các anh nhá.